Joon Sung, tài tử sở yêu sau khi chia tay Tiểu Tam phá nát gia đình, đạo diễn đáng tuổi cha. Joon Sung là một trong những nam thần đắt giá nhất xứ Hàn, sở hữu vẻ ngoài xuất chúng và sự nghiệp thành công. Những tưởng Joon Sung sẽ gặp may trong chuyện tình cảm, thế nhưng nam tài tử lại gặp khó khăn trong việc hẹn hò khiến không ít người ngạc nhiên. Trong suốt 22 năm hoạt động trong làng giải trí, Joon Sung chỉ mới công khai yêu một người, đó là Kim Min Hee. Đến nay, gần chạm ngưỡng 40 tuổi, anh vẫn chưa có thêm mối tình nào khác hậu chia tay nữ diễn viên họ Kim. Trong khi đó, Kim Min Hee hiện đang tay trong tay với đạo diễn Hong Sang-soo, người lớn hơn cô đến 22 tuổi và đã có vợ con. Với Joon Sung, hẹn hò và chia sẻ cho công chúng biết về đời sống tình cảm của mình không phải là chuyện dễ dàng. Ở tuổi 39, Joon Sung dường như có tất cả, vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp thành công. Dù tài tử thuộc nhóm diễn viên lười đóng phim, người hâm mộ vẫn đánh giá cao năng lực của anh thông qua loạt tác phẩm như The Winter is the Queen Blows, Gió mùa đông năm ấy, It's Okay That's Love, Chỉ có thể là yêu, The King, v.v. Trong chương trình Radio Star, Joon Sung từng tâm sự về chuyện cá nhân và lý giải vì sao anh ít hẹn hò. Anh cho rằng ngoại hình điển trai, sự nghiệp lẫy lừng của mình là mơ ước của nhiều người, thế nhưng anh lại gặp bất lợi khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm chính bởi những điều ấy. Danh tiếng của nam tài tử có thể trở thành gánh nặng cho đối phương khi hẹn hò với anh. Khi hẹn hò, bạn gái của tôi sẽ phải đối mặt với vô vàn rắc rối chỉ vì tôi là Joon Sung. Anh bộc bạch, từ lâu Joon Sung chấp nhận thực tế rằng anh không dễ nên duyên với ai đó như công chúng lầm tưởng. Joon Sung hiếm khi chia sẻ về đời tư. Nhiều năm hoạt động ở làng giải trí, anh chỉ mới công khai yêu Kim Min Hee. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc này từng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí khi chàng là tài tử điển trai phong độ, còn nàng là minh tinh điện ảnh xinh đẹp nổi tiếng. Hai ngôi sao gặp nhau thông qua sự may mối của người quen, tình cảm của cặp đôi cũng được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Thế nhưng chỉ sau một năm hẹn hò, Joon Sung và Kim Min Hee tuyên bố đường ai nấy đi. Nguyên nhân sâu xa khiến mối quan hệ của họ tan vỡ không được tiết lộ cụ thể. Công ty quản lý của hai diễn viên khi ấy chỉ thông báo qua loa rằng lý do xuất phát từ việc Joon Sung, Kim Min Hee quá bận rộn với lịch trình làm việc, không thể dành thời gian cho nhau. Song, nhiều tin đồn cho hay tất cả đều do người thứ ba xuất hiện. Hậu chia tay, khi nhắc tới bạn gái cũ, tài tử Hojo vẫn cảm thấy nuối tiếc. Trong một sự kiện, nam tài tử từng bày tỏ bản thân không hiểu nhiều về phụ nữ khiến cho chuyện tình yêu tan vỡ, đồng thời bày tỏ tiếc nuối không thể làm một người bạn trai tốt. Về phía Kim Min Hee, sau mối tình với Joon Sung, cô vướng vào mối quan hệ ồn ào với đạo diễn Hong Sang-soo. Minh tinh họ Kim bị chỉ trích là tiểu tam, bí mật yêu đương với người đàn ông đã có gia đình. Hong Sang-soo thậm chí còn bỏ rơi vợ để sống chung với Kim Min Hee, bất chấp làn sóng phẫn nộ, tẩy chay từ dư luận. Điển trai, tài năng, Joon Sung dễ dàng trở thành tâm điểm của những tin đồn hẹn hò khi anh hợp tác đóng phim cùng bạn diễn nữ. Tài tử từng dính nghi án hẹn hò nữ diễn viên Go Hyun Jung, họ gặp gỡ trên phim trường Spring Day 2005 và nhanh chóng trở nên thân thiết. Theo Channel Korea, Go Hyun Jung không ngại bày tỏ tình yêu mến với đồng nghiệp trong một cuộc phỏng vấn. Cô nhận xét Joon Sung rất tốt bụng, họ thậm chí còn đưa rằng cả hai nên kết hôn với nhau. Hai ngôi sao còn bị cánh săn ảnh bắt gặp cùng xuất hiện tại Nhật Bản. Tuy nhiên thời điểm ấy, công ty quản lý của hai nghệ sĩ khẳng định đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Joon Sung và Go Hyun Jung không hề có tình cảm vượt mức bạn bè. Song Hye Kyo là bóng hồng tiếp theo vướng tin đồn hẹn hò với Joon Sung. Mọi chuyện xuất phát kể từ sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên trong bộ phim Gió mùa đông năm ấy. Song, tất cả chỉ dừng lại ở lời đồn đoán. Công ty quản lý của hai ngôi sao đã đính chính về mối quan hệ của Joon Sung, Song Hye Kyo. Joon Sung từng bị cho là nảy sinh cảm tình với Gong Hyo Jin khi hợp tác trong bộ phim Chỉ có thể là yêu năm 2014. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn đặt ra nghi vấn rằng tài tử họ Jo đã bắt đầu mối quan hệ đặc biệt với người đẹp họ Gong trong khi chưa dứt tình với Kim Min Hee. Thời điểm Gong Hyo Jin chia tay Lee Jin Kook lại vô tình trùng hợp với Joon Sung và bạn gái họ Kim được ai nấy đi. Điều này kết hợp với những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Joon Sung và Gong Hyo Jin đi chơi cùng nhau khiến tin tức thêu dệt về hai diễn viên xuất hiện ngày càng nhiều. Trước những thông tin này, Joon Sung và Gong Hyo Jin đều khẳng định họ chỉ là bạn. Cả hai dần trở nên thân thiết sau khi quay chung một bộ phim. Những cuộc hẹn hò giữa Joon Sung và Gong Hyo Jin chỉ đơn thuần là tụ tập, giao lưu giữa bạn bè bình thường. Đến nay, khi câu chuyện về tình cũ và tin đồn hẹn hò láng dần, Joon Sung vẫn đi về lẻ bóng. Anh thuộc nhóm những tài tử U40 độc thân đắt giá nhất showbiz Hàn. Và trong những cuộc phỏng vấn với báo giới, Joon Sung luôn khẳng định anh ngại hẹn hò. Anh cho rằng danh tiếng và cuộc sống mình sẽ mang đến phiền phức cho cô gái mà anh gắn bó.